Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức CSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học bài 4 phép trừ số nguyên và quy tắc số ngoặc. Hôm trước chúng ta đã học phép cộng các số nguyên rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi là học cái phép trừ số nguyên. Bây giờ chúng ta vào bài mới. Các em làm bài toán khởi động đầu tiên, nhiệt độ không khí thấp nhất trên trái đất là âm 98 độ C ở một số cao nguyên ở phía đông nam cực, hình ảnh này các em này. Được ghi nhận trong khoảng thời gian tháng 7 đến tháng 8 năm 2013, cái đến 10 năm rồi. Rồi, nhiệt độ không khí cao nhất trên trái đất là 57 độ C ở kia sa mạc ở California, Mỹ đấy, hình ảnh này. Trong cái sa mạc đó người ta gọi là thung lũng chết, tiếng Anh thì các em đọc là Phoenix Creek Sandstone đó. Được ghi nhận vào ngày 10 tháng 7 năm 2013. Bây giờ người ta hỏi rằng là sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là bao nhiêu? Thì theo các em làm thế nào các em? Bây giờ một người bình thường người ta sẽ tính cái sự chênh lệch nhiệt độ âm và nhiệt độ dương, thì người ta sẽ lấy là 57 mà cộng với 98 là bằng 155 độ. Người ta nói là sự chênh lệch giữa nhiệt độ âm và nhiệt độ dương là 155 độ C. Nhưng mà nói về phép tính nhé, thì chúng ta phải tính sự chênh lệch thì chúng ta sẽ lấy số lớn, chúng ta trừ số bé đúng không? 57 và âm 98 là 57 là số lớn, âm 98 là số bé. Thì chúng ta lấy 57 trừ cho trừ 98. Thì kết quả nó bằng 155 độ C. Như vậy chúng ta thực hiện. Để tính chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất thì ta lấy nhiệt độ cao nhất trừ đi nhiệt độ thấp nhất. Ta lấy 57 trừ cho trừ 98. Thì như vừa rồi thầy nói sự chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất đó, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính là 57 cộng với 98 là bằng 155 độ. Vậy thì các em sẽ thấy này. 57 trừ cho trừ số nguyên âm là 98 thì bằng 57 cộng với cái số nguyên dương, tức là số đổi của âm 98. Thì hôm nay chúng ta học cái quy tắc này các em. Đây là quy tắc của phép trừ đấy các em. Và chúng ta trả lời là vậy chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất trên trái đất là 155 độ C. Như vậy thì chúng ta có một phép tính trừ của hai số nguyên là 57 trừ cho trừ 98. Thì đây người ta gọi là phép trừ hai số nguyên. Đó là trừ số 57 và âm 98. Hôm nay chúng ta học cái quy tắc này. Quy tắc này được thể hiện đây các em này. Hôm nay để chúng ta làm rõ vấn đề này, chúng ta tiếp tục sang mục đầu tiên. Mục 1 lớn, phép trừ hai số nguyên. Chúng ta làm cái bài tập đầu tiên để khám phá kiến thức mới, đó là phép trừ hai số nguyên. Tính và so sánh kết quả 7 trừ 2 và 7 cộng với âm 2. Thì phép tính này ai tính cũng dễ rồi. 7 trừ cho 2 thì bằng 5. Mà số 7 cộng với âm 2 thì cũng bằng 7 trừ 2. Chúng ta phép cộng rồi, cũng bằng 5. Vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng là 7 mà trừ cho 2 thì bằng 7 cộng với âm 2. Đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy phân tích tí này. Cái dấu đỏ đầu tiên này là hiệu của hai số 7 và 2. Cái dấu cộng này, này là cộng của hai số 7 và âm 2. Số 2 này các em này có số đối là âm 2 này. Dấu trừ thì chuyển sang dấu cộng này. Chứ cái dấu trừ này không phải là dấu trừ của âm 2. Không phải dấu trừ âm 2. Theo cách hiểu này thì dấu trừ này chuyển qua dấu cộng, rồi còn số 2 thì chuyển qua là số đổi là âm 2. Nhưng mà bây giờ các em thấy rằng là
hai cái vụ này nó giống nhau quá rồi, cái em nói lẽ mai ném vào đây được không? Nói như vậy là sai, nó đúng trong một số trường hợp thôi. Như vậy thì từ đây chúng ta có một cái gì khác nhỉ? Giống như bài toán ban đầu đúng không? Mình tìm quy luật bài toán ban đầu này. 57 mà trừ cho trừ 98. Thì 57 này, chú trừ này chuyển được phép công này. Rồi. Âm 98 này. Âm 98 này. Lấy số đối là 98. Như vậy từ hai cái bài này các em thấy này. Phép trừ cho một số. Cho một số nguyên. Chẳng hạn là số 2. Hoặc là trừ 98. Thì chuyển qua phép công với số đối của số nguyên đó. Số đối của hai là số âm 2. Và số đối của trừ 98 là dương 98. Đó chính là quy tắc thực hiện phép trừ hai số nguyên. Như vậy là phép trừ một số nguyên cho một số nguyên là phép cộng với số đối của nó. Thầy nói lại này. Trừ cho 2 tức là cộng số đối của 2 là âm 2. Trừ cho trừ 98 tức là cộng với số đối của trừ 98 là cộng 98. Còn phép cộng kết quả thì kém biết rồi. Vậy thì từ đây chúng ta có quy tắc như sau. Muốn trừ số nguyên A cho số nguyên B thì ta cộng A với số đối của số B. A trừ cho B cả. Thì lấy A cộng với số đối của số B là số âm B. Phép tính cộng các em biết rồi. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện một tính đó được. Và các em lưu ý cho thầy một tí nữa. Phép trừ trong N không phải bao giờ cũng thực hiện được. Còn phép trừ trong Z luôn thực hiện được. Lý do. Em nói cho thầy biết lý do này. 7 trừ cho 2 bằng 5. Thì trong Z cũng thực hiện được. Mà trong tập hợp số tự nhiên cũng thực hiện được. Nhưng mà thầy chỉ cần lấy là 2 trừ cho 7 thôi. 2 trừ cho 7 thì kết quả tìm trong tập hợp số nguyên chúng ta tìm được. Nhưng mà 2 trừ cho 7 thì trong tập hợp số tự nhiên không thực hiện trừ này. Em hiểu không ạ? Cho nên cái chỗ này em hiểu một tí như vậy thôi. Bây giờ luyện tập, chúng ta đi sang luyện tập một số bài tập. Em quan sát trên trục số này. Đầu tiên là chúng ta dựa vào quy tắc này. 13 trừ cho 7 thì bằng 13 cộng với số đối của số 7 là số âm 7. 13 cộng với âm 7 chúng ta biết bằng 6. Bây giờ thầy thể hiện trên trục cho các em xem. Đó. Số 13 này. Trừ cho 7 thì thầy phải lấy số đối. Trừ cho 7 thầy lấy số đối các em này. Nó số đối đây các em nhé. Số đối của 7 là âm 7 đây này. Bây giờ thầy thực hiện phép cộng là thầy phải đặt tiếp, đi bước tiếp các em. À, thầy đặt tiếp đó. Nhưng được thầy nói với các em. Thì các em được kết quả là cái mũi nhọn đầu tiên đó các em. Là số 6 đó. Thấy chưa? Bây giờ thầy đổi lại tí này. Đổi lại các em nha. Ví dụ thứ hai. 13 mà trừ 21. Theo quy tắc là 13 cộng với số đối của 21 là trừ 21 thì kết quả bằng âm 8, tính dễ rồi. Thì thầy đặt này. Đó. 13 nè, lấy số đối của 21 là trừ 21 này. Số đối. Đó, nằm bên đó đây, số đối nằm đây các em. Đặt số đối ở trên trục này. Chúng ta thực hiện phép cộng lại, chúng ta được kết quả là âm 8 này, âm 5, âm 6, âm 7, âm 8, tính âm 10 trở lui cũng được. Âm 8. Được chưa? À, trở lại lấy ví dụ khác đi. Thì lấy số âm trừ cho số âm này. À, số âm trừ số âm nữa. Âm 8 mà trừ cho trừ 17 đó là âm 8 cộng với số đối của trừ 17 là dương 17 nha. Như vậy kết quả bằng 9. Bây giờ thầy đặt trên trục. Âm 8 lấy số đối của
âm 17 này. Số đổi âm 17 đó, xong lại lấy dương 17 cho em. Chúng ta lại thực hiện phép công. Đặt trên trục. Đó, chúng ta được tổng là 9 được em, 9 đến 10 đấy này. Các em hiểu chưa nào? Phép trừ chuyển qua phép công với số đối. Nói chung là chúng ta thực hiện là phép trừ thì chuyển qua phép công. Công với gì? Công với số đối của cái số trừ. Làm thêm ví dụ nữa các em nhé. Làm thêm ví dụ nữa để các em thấy. Này, 27 mà trừ cho trừ 7 là lấy 27 cộng với số đổi của âm 7 là trở thành dương 7 em. Cảm ơn 34. À, bây giờ thực hiện lên trục này. 27 này. Lấy số đổi của trừ 7 là cộng 7 này. À, số đổi đó. Đây là cộng 7 này em. Điểm này chiếu xuống trục là cộng 7. Đặt số đổi trên trục. Ba tư được hả? Làm thêm ví dụ này nhỉ, một ví dụ cuối cùng này để cho nó rõ ràng tí này. Số nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ lấy số 7 trừ 13 này, 7 trừ 13 là 7 cộng với số đổi của 13 trừ 13 thì bằng 6 này. Bây giờ thì đặt trên trục này. Số 7 này. Lấy số đổi của 13 này. Đó, trừ 13 này. Trừ 13 đây các em này. Chúng ta đặt cái số đổi trên trục. Đó, thì chúng ta được âm 6 được các em. Như vậy các em hiểu là phép trừ qua hình ảnh. Thầy đã mô tả cho các em rồi. Thì chúng ta nhớ lại là phép trừ cho một số là phép cộng với số đổi của số đó. Bây giờ chúng ta sang làm cái bài thực hành đầu tiên. Nhiệt độ lúc 17 giờ là 5 độ C, đến 21 giờ thì nhiệt độ giảm đi 6 độ C. Viết phép tính và tính nhiệt độ lúc 21 giờ, quá dễ đúng không ạ? Nhiệt độ giảm tức là chúng ta trừ đúng không? Giảm là phải trừ, mà tăng là phải cộng. Như vậy chúng ta lấy 5 độ C mà trừ cho 6 độ C đúng không? Nhiệt độ lúc 21 giờ là 5 trừ 6, chúng ta viết số thôi các em. 5 trừ cho 6 là bằng 5 cộng với số đổi của số 6 là âm 6. Phép tính này chúng ta tính được là bằng âm 1 độ C. Phép tính cộng các em nhuyễn rồi. Thế nên thầy nói quá thôi. Về nhiệt độ lúc 21 giờ là âm 1 độ C. À, bây giờ chúng ta sang cái một cái tiếp, đó là quy tắc chống ngoặc. Quy tắc chống ngoặc. Quy tắc chống ngoặc khác với thứ tự thực hiện phép tính. Khi cho bởi dấu ngoặc em. Thứ tư thực hiện phép tính thì khi cho bởi dấu ngoặc thì kém phải làm ngoặc tròn trước rồi đến ngoặc vuông đến ngoặc nhọn đúng không nào? Còn đây là quy tắc cho ngoặc khác với thứ tư thực hiện phép tính khi cho bởi dấu ngoặc. Chúng ta làm bài toán để tìm hiểu kiến thức mới, khám phá kiến thức mới thứ hai. Tính và so sánh kết quả trong mỗi trường hợp. Thì chúng ta làm từng trường hợp một để chúng ta so sánh. Câu A là chúng ta đi tính tổng đầu tiên là 5 cộng với 8 cộng với 3, 5 cộng 8 cộng 3 thì viết như thế này thì chúng ta cộng một mạch luôn 5 cộng 8 cộng 3 luôn. Tính này thì quá dễ đúng không nào? Chúng ta thực hiện trong một cái tròn này trước đi. Một bài toán mà khi cho quặc tròn và các phép tính thì chúng ta phải thực hiện phép tính trong quặc tròn này trước. Thì bằng 5 cộng với 11 thì bằng 16. Tiếp tục là 5 cộng 8 cộng với 3 thì bằng 16. Vì hai kết quả này nó bằng nhau. Hai kết quả các em thấy bằng nhau không? Hai kết quả này bằng nhau cho các em biết được cái điều gì các em. Các em thấy này, đầu tiên là có ngoặc này. Sau đó không có ngoặc nữa. Mà trước này ngoặc có dấu cộng này các em này. Thì có nghĩa là các em vứt cái ngoặc này đi, các em viết lại cái cũ đúng không? À, các em thấy không?
bây giờ mình làm sang cái B này, có thực có giống như cái này không? 8 cộng với 10 trừ 5 thì chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, 10 trừ 5 là 5. 8 mà cộng với 5 thì bằng 13. Bây giờ tiếp tục này. Người ta viết biểu thức thứ hai là 8 cộng 10 trừ 5. 8 cộng 10 trừ 5 thì các em cũng biết rằng là cũng bằng 13 rồi. Vậy thì hai cái giá trị của hai biểu thức này nó bằng nhau, cho nên hai biểu thức này bằng nhau. Thì hai biểu thức này bằng nhau, các em để ý này. Bên trái thì có dấu ngoặc này, bên phải thì không có dấu ngoặc này. Và cái mình dùng bỏ dấu ngoặc này đi này. Thì số 10 này, này cũng viết lại là cộng 10 này. Số trừ 5 cũng viết lại là trừ 5 này. Như vậy thì các em thấy thế nào nhỉ? Trong trường hợp này nếu chúng ta bỏ ngoặc mà trước có dấu cộng thì sao các em? Thì chúng ta viết lại cả cái số ở trong ngoặc thôi. Dấu nào viết lại dấu đó, đúng nào? Đó, từ đây chúng ta thấy hai cái mảnh đề này, này thì tô màu xanh lại cho các em này. Đó, hai cái đẳng thức đó. Bỏ dấu ngoặc mà có dấu cộng đằng trước dấu ngoặc á, thì viết lại các số hàng trong dấu ngoặc các em. Bỏ dấu ngoặc đi thì viết lại các số hàng cộng với 8 cộng với 3. Trước dấu ngoặc có dấu cộng. Bỏ dấu ngoặc đi thì vẫn là 10 nữa các em này. 10 thì viết lại cộng 10 này. Trừ 5 thì viết lại trừ 5 này. Viết lại nha các em. Viết lại có nghĩa là các em vứt cái dấu cộng này đi. Các em viết lại cái trúng ngoặc này này. 8 là viết cộng 8 này. 3 thì viết cộng 3 này. Dấu cộng này đừng quan tâm này. Đến đây cũng vậy, các em vứt dấu ngoặc đi thì các em đừng quan tâm dấu cộng này, vứt dấu cộng này đi này. Số 10 này thì các em viết lại cộng 10 này. Trừ 5 này. Như vậy bỏ dấu ngoặc thì các em nhớ là bỏ dấu cộng luôn nha các em. Thì các em đừng quan tâm cái dấu cộng đó. Như vậy là khi bỏ dấu ngoặc có dấu cộng đằng trước thì viết lại các số hàng ở trong dấu ngoặc. Dấu số hàng dương thì cứ viết là dương dấu cộng, mà âm thì viết lại là dấu trừ thôi, không có gì cả. Có mấy cái quảng cáo nó cũng hơi vui tai thằng em. Sài Gòn thì khi nào cũng quảng cáo cả, cho nên thì để yên nhận. À, đó là kiến thức chúng ta thu lượm được. Đó là quy tắc dấu ngoặc đầu tiên đấy các em. Tiếp tục. Câu C chúng ta tính hai phép tính. Phép tính là 12 trừ cho 2 cộng 16. Thì làm thực tính phép tính trong dấu ngoặc này trước. Đã bằng 12 mà trừ cho 18 đúng không em? Phép tính nhà ai cũng tính được rồi. 12 trừ cho 18 phải chuyển qua phép tính cộng. 12 cộng với âm 18 đúng không? 12 cộng với âm 18 thì kết quả bằng lấy 18 trừ 12 thêm 1 trừ trước, còn trừ 6. Bây giờ tiếp tục này. 12 trừ cho 2 rồi trừ cho 16 tiếp. À, cái chỗ này hơi rắc rối tí. 12 trừ 2 trừ 16. Thì kiểu gì đây? 12 chúng ta trừ cho 2 thì chúng ta biết bằng 10 rồi. Có một các phép tính mà cộng trừ thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải. 12 trừ 2 còn 10. 10 trừ 16. 10 trừ 16 tức là 10 cộng với số đối của 16 là âm 16. 10 cộng với âm 16 thì chúng ta đặt dấu trừ trước, lấy 16 trừ 10 là còn lại âm 6. Như vậy từ đây thì em thấy là hai cái biểu thức nó bằng nhau. Hai cái biểu thức này bằng nhau. Bây giờ chúng ta nhìn lại một tí nhé. Nhìn lại một tí. Một bên thì có dấu ngoặc, một bên thì không có dấu ngoặc nữa. Và thấy dấu đồng khác. Số 2 thì chuyển thành âm 2 này. À, nó đổi dấu số 2, dương 2 các em này. Đổi thành âm 2 này. 16 này, thì dương này. Dấu cộng này, thì nó đổi thành dấu trừ các em này. À, còn dấu trừ được này vất đi. À, như vậy thì khi mở dấu ngoặc mà trước có dấu trừ, thì chúng ta vẫn dấu trừ này đi. Chúng ta đổi dấu tất cả các cái số hàng ở trong ngoặc này. Số 2 thì viết lại trừ 2 này. 16 thì viết lại là trừ 16. À, chúng ta làm câu C. Nó có quy luật vậy. Thử làm câu D có thử có quy luật đấy không nhá. Thì tô màu thì
cô D cũng có hai ý giống như lúc nãy thôi. Thế thôi, nhưng người ta phải tính đổi số lại một tí. 18 mà trừ cho 5 trừ 15 trong một đơn, chúng ta làm phải tính trong một đơn trước. Trừ hai số nguyên các em. 18 thì về lại này, trừ này. 5 mà trừ cho 15 á thì chúng ta viết là 5 cộng với số đối là âm 15 đúng không nào? Chúng ta viết lại cho cẩn thận để chúng ta tính cho nó kỹ. Bây giờ chúng ta vẫn làm trong một vuông trước. 18 viết lại này, dục trừ viết lại này. Trừ 15 cộng 5 là trừ 10 đúng không? À, bây giờ chúng ta lại thực hiện phép trừ cho trừ có hai số nguyên này. Thì 18 phép trừ này vẫn đi trở thành phép cộng, cộng với số đối của số âm 10 là dương 10 là bằng 28. À, như vậy là quá đơn giản. Rồi. Câu D ý tiếp này. 18 trừ cho 5 cộng 15 này. Thì chúng ta thực hiện từ trái sang phải rồi. 18 trừ 5 13. 13 cộng 15 là bằng 28. Rồi quá đơn giản. Như vậy là hai cái kết quả ở câu D như nhau. Vậy thì chúng ta có một cái đẳng thức. Đó. Đó là các em thấy ở bề trái có ngoặc đơn, ở bề phải không có ngoặc, và nhìn thấy này, số 5 này thì đổi thành trừ 5 này, số trừ 15 nó đổi thành cộng 15 này, dù trừ trước này vẫn đi này. Như vậy là khi lấy 18 mà trừ cho một cái biểu thức mà chúng ta muốn vất ngoặc thì thế nào các em? Dù trừ này không viết nha, chúng ta đổi dấu tất cả hai cái số ở trong ngoặc này cũng giống như thế này. Vật ngoặc đi, chúng ta đổi hai dấu của hai số trong ngoặc này là từ các hai số này đều là hai số riêng cả, thì chúng ta viết lại là đổi dấu thì có âm 2 ở 16 dưới này, chúng ta vẫn trừ này đi, chúng ta đổi dấu âm 5 cộng với 15. Như vậy là kết thúc. Đó chính là quy tắc trong ngoặc đó cả. Vậy từ hai cái biểu thức này thì khi chúng ta bỏ dấu ngoặc trước có dấu trừ thì thế nào? Bỏ dấu ngoặc mà có dấu trừ đằng trước dấu ngoặc á, khi viết lại thì phải đổi dấu tất cả các số hàng ở trong ngoặc. Như vậy thì có hai cái dấu ngoặc cần quan tâm, đó là trước ngoặc có dấu cộng thì viết lại các số hàng trong ngoặc. Thứ hai là nếu trước ngoặc có dấu trừ, khi viết lại thì phải đổi dấu tất cả các số hàng ở trong ngoặc. Thế là sao? Đó chính là quy tắc dấu ngoặc là các em. Các em cần phân biệt thầy một tí là quy tắc dấu ngoặc khác với thứ tự thực hiện các phép tính khi có dấu ngoặc. Cho nên lưu ý thầy thì như vậy là chúng ta hiểu quy tắc dấu ngoặc rồi đó. Quy tắc như thế người ta gọi là quy tắc bỏ dấu ngoặc. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu cộng đằng trước thì giữ nguyên dấu của các số hàng trong ngoặc. Giữ nguyên dấu có nghĩa là kém cái dấu cộng này kém quan tâm. B kèm viết lại cộng B, C kèm viết lại cộng C, kết thúc. Chứ có cái cộng này không quan tâm nha, cộng này vứt đi nha. Trước dấu cộng này, thì B này, cộng này vứt đi này, thì viết lại này, A này, cộng với B này, trừ cho C. Trước là giờ trước ngoặc có dấu cộng thì kèm viết lại các số hàng ở trong ngoặc. Dương thì kèm viết cộng, âm thì kèm viết trừ. Khi bỏ dấu ngoặc trước có dấu trừ thì phải đổi dấu tất cả các số hàng trừ thành cộng, cộng thành trừ. Đây, A mà trừ cho B cộng C, không quan tâm A này, quan tâm để trừ B cộng C này. Bỏ ngoặc này, dấu trừ này không quan tâm các em nha. B thì dương thì viết là trừ B này, C dương thì viết là trừ C này. Trừ này, bỏ ngoặc này, dấu trừ này không quan tâm này, B thì viết là trừ B này, trừ C viết lại cộng C là đổi dấu các em. Đó là quy tắc các em cần phải nhớ để làm việc. Khi các em bỏ ngoặc thì cái dấu cộng với dấu trừ trước cái ngoặc đó thì các em xác định xong rồi các em vứt đi, để các em viết lại các cái số ở trong ngoặc nếu trước có dấu cộng, và các em đổi dấu tất cả cộng thành trừ, trừ thành cộng nếu trước dấu ngoặc có dấu trừ. Nó quá đơn giản.
bây giờ chúng ta ta mới tập thực hành. Tính hợp lý có nghĩa là cái hợp lý có nghĩa là chúng ta góp như thế nào đó mà để cho nó chẳng chục chẳng trăm, hoặc là thực hiện được tính thế nào cộng lại để cho nó nguyên, trừ đi cho nó nguyên để tính nhập cho nó nhanh, hợp lý như vậy thôi. Thì chúng ta phải dùng một vài cái thủ thuật. Đa số thứ nhất, trừ 215 mà cộng với số 3 cộng với 37 thì kết hợp hai số này cộng lại cái em này là hợp lý này, đúng không? Hợp lý cho đủ 100 nữa, chúng ta kết hợp nó lại đây. Như vậy chúng ta được kết quả là trừ 215 cộng 100 sẽ bằng trừ 115. Hợp lý là vậy các em. Bây giờ các em nhìn đằng sau này, phải tính trừ đi các em. Câu B, trừ 147 trừ tiếp cho 13 mà trừ cho 47. Ở đây thực hiện phép tính này nhiều kiểu lắm các em, nhưng mà tốt nhất là thầy khuyên các em là phá ngoặc, đúng không? Trừ 147 này, khi phá ngoặc các em không quan tâm nhiều trừ nữa trước này, các em đổi dấu như thế này, 13 trở thành trừ 13 này, trừ 47 trở thành cộng 47 này, dấu trừ được trước mới vật tính ấy chứ, để đổi dấu tất cả là có phép tính ở trong này rồi. Phá ngoặc xong rồi, bây giờ các em thấy có điều gì đặc biệt nghe? Các em thấy là trừ 147 và 47 này có cái đuôi nó giống nhau đó các em. Để chúng ta làm sao? Chúng ta lấy là trừ 147 chúng ta cộng 47, còn trừ 13 chúng ta viết sau đó. Như vậy là chúng ta sử dụng phép tính chất này, giao hoán của phép cộng các em. Trừ nó chuyển của phép cộng, trừ 13 tức là cộng với trừ 13. Chúng em các em dơi nó sau thì các em được là trừ 13. Chúng ta thực hiện hai cái số trước này trước, kết hợp trừ 147 cộng với 47 thì tiếp tục trừ cho 13. Trong ngoặc vuông này là trừ 100 và trừ cho 13. Khi nào các em thấy là trừ 100 trừ như 13 thì các em biết là trừ 113 ngay. Các em thích thì chuyển sang phép cộng ghép tính cũng được. Phép cộng với số âm 13 đấy. Vì sao? Thầy sử dụng quy tắc trong ngoặc đấy các em nhé. Để không phải thực hiện phép trừ. Thì bỏ dấu ngoặc này, trước cái dấu cộng thì trở thành trừ 13 này. Đây là thầy sử dụng quy tắc dấu ngoặc, chứ thầy không thực hiện phép trừ các em nhé. Mà đây thực hiện phép trừ cũng được, không sao cả, nó như nhau. Nếu chúng ta nói là trừ cho 13 là cộng với số đối của số 13 tức là trừ 13. Chỗ này chúng ta hiểu theo hai nghĩa, một là bỏ ngoặc, tức là sử dụng quy tắc dấu ngoặc cộng với trước có dấu ngoặc thì viết lại cái dấu này. Hai là phép trừ chuyển qua phép cộng với số đối. Đấy, có hai cách như vậy thì nói lại để các em biết. Thì bây giờ cộng hai số âm này thì các em kết quả là một số âm, đúng không? Âm 113 chúng ta kết thúc. Như vậy là từ nay trở đi thì chúng ta có thể kết hợp các phép tính cộng trừ một cách linh hoạt rồi các em. Các em cố gắng làm cho nhanh, bởi vì đây là kiến thức cơ bản. Như vậy thì bài học hôm nay đã kết thúc rồi. Hôm sau chúng ta sửa bài tập của bài số 4 này. Thì các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi cái bài dạy của thầy. Nếu các em thấy bài này hữu ích và hay thì các em nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiếp tục theo dõi những cái bài tiếp theo. Và cho thêm một like trong video này, đồng thời là chia sẻ cho các em, các bạn bè cùng học với mình biết để học cái phần này nhé các em. Cuối cùng thầy cảm ơn các em, chúc các em mạnh khỏe, học giỏi và có nhiều niềm vui trong học tập và trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.